Chào các bạn, mình xin giới thiệu với các bạn sản phẩm mì chống thấm mồ hôi lách Rip của Nhật Bản, hàng Made in Japan. Các bạn có thể xem ở trên cạnh của hộp. Hộp gồm có 40 tấm. Đây là sản phẩm mà chúng ta sẽ dán trực tiếp vào áo, chứ không phải dán trực tiếp vào lách. Các bạn có thể nhìn qua hộp của sản phẩm. Có trang web ở bên cạnh, các bạn có thể truy cập vào trang web để xem thông tin chi tiết sản phẩm. Đây là một trong những sản phẩm rất được ưa chuộng tại Nhật Bản. Hộp gồm có 40 miếng tạo cốt tông màu trắng. Mỗi một tấm này sẽ có 10 miếng. Cách sử dụng thì đã được ghi rất cụ thể ở trên hộp. Các bạn có thể xem chi tiết trên hộp có các bước. Đầu tiên là các bạn sẽ có thể là bóc sản phẩm ra, sau đó thì bước thứ hai là sẽ dán trực tiếp vào áo, sau đó thì mình có thể mặc bình thường. Đây là một trong những sản phẩm mà shop Nhật Việt bán rất là chạy, 40 miếng chỉ có 330.000 đồng. Mọi thông tin chi tiết các bạn có thể truy cập trên website của shop Nhật Việt hoặc gọi điện trực tiếp theo số 0983 131 528. Chào các bạn, mình xin giới thiệu với các bạn sản phẩm mì chống thấm mồ hôi lách Rip của Nhật Bản, hàng Made in Japan. Các bạn có thể xem ở trên cạnh của hộp. Hộp gồm có 40 tấm. Đây là sản phẩm mà chúng ta sẽ dán trực tiếp vào áo, chứ không phải dán trực tiếp vào lách. Các bạn có thể nhìn qua hộp của sản phẩm. Có trang web ở bên cạnh, các bạn có thể truy cập vào trang web để xem thông tin chi tiết sản phẩm. Đây là một trong những sản phẩm rất được ưa chuộng tại Nhật Bản. Hộp gồm có 40 miếng tạo cốt tông màu trắng. Mỗi một tấm này sẽ có 10 miếng. Sử dụng thì đã được ghi rất cụ thể ở trên hộp. Các bạn có thể xem chi tiết trên hộp có các bước. Đầu tiên là các bạn sẽ có thể là bóc sản phẩm ra, sau đó thì bước thứ hai là sẽ dán trực tiếp vào áo, sau đó thì mình có thể mặc bình thường. Đây là một trong những sản phẩm mà shop Nhật Việt bán rất là chạy, 40 miếng chỉ có 330.000 đồng. Mọi thông tin chi tiết các bạn có thể truy cập trên website của shop Nhật Việt hoặc gọi điện trực tiếp theo số 0983 131 528. Chào các bạn, mình xin giới thiệu với các bạn sản phẩm mì chống thấm mồ hôi lách Rip của Nhật Bản, hàng Made in Japan. Các bạn có thể xem ở trên cạnh của hộp. Hộp gồm có 40 tấm. Đây là sản phẩm mà chúng ta sẽ dán trực tiếp vào áo, chứ không phải dán trực tiếp vào lách. Các bạn có thể nhìn qua hộp của sản phẩm. Có trang web ở bên cạnh, các bạn có thể truy cập vào trang web để xem thông tin chi tiết sản phẩm. Đây là một trong những sản phẩm rất được ưa chuộng tại Nhật Bản. Hộp gồm có 40 miếng tạo cốt tông màu trắng. Mỗi một tấm này sẽ có 10 miếng. Cách sử dụng thì đã được ghi rất cụ thể ở trên hộp. Các bạn có thể xem chi tiết trên hộp có các bước. Đầu tiên là các bạn sẽ có thể là bóc sản phẩm ra, sau đó thì bước thứ hai là sẽ dán trực tiếp vào áo, sau đó thì mình có thể mặc bình thường. Đây là một trong những sản phẩm mà shop Nhật Việt bán rất là chạy, 40 miếng chỉ có 330.000 đồng. Mọi thông tin chi tiết các bạn có thể truy cập trên website của shop Nhật Việt hoặc gọi điện trực tiếp theo số 0983 131 528.
Chào các bạn, mình xin giới thiệu với các bạn sản phẩm mì chống thấm mồ hôi Lách Grip của Nhật Bản, hàng Made in Japan. Các bạn có thể xem ở trên cạnh của hộp. Hộp gồm có 40 tấm. Đây là sản phẩm mà chúng ta sẽ dán trực tiếp vào áo, chứ không phải dán trực tiếp vào nách. Các bạn có thể nhìn qua hộp của sản phẩm. Có trang web ở bên cạnh, các bạn có thể truy cập vào trang web để xem thông tin chi tiết sản phẩm. Đây là một trong những sản phẩm rất được ưa chuộng tại Nhật Bản. Hộp gồm có 40 miếng tạo cốt tông màu trắng. Mỗi một tấm này sẽ có 10 miếng. Cách sử dụng thì đã được ghi rất cụ thể ở trên hộp. Các bạn có thể xem chi tiết trên hộp. Có các bước. Đầu tiên là các bạn sẽ có thể là bóc sản phẩm ra. Sau đó thì bước thứ hai là sẽ dán trực tiếp vào áo. Sau đó thì mình có thể mặc bình thường. Đây là một trong những sản phẩm mà shop Nhật Việt bán rất là chạy. 40 miếng chỉ có 330.000 đồng. Mọi thông tin chi tiết các bạn có thể truy cập trên website của shop Nhật Việt hoặc gọi điện trực tiếp theo số 0983 131 528. Bắt đầu. Chào các bạn, mình xin giới thiệu với các bạn sản phẩm mì chống thấm mồ hôi Lách Grip của Nhật Bản, hàng Made in Japan. Các bạn có thể xem ở trên cạnh của hộp. Hộp gồm có 40 tấm. Đây là sản phẩm mà chúng ta sẽ dán trực tiếp vào áo, chứ không phải dán trực tiếp vào nách. Các bạn có thể nhìn qua hộp của sản phẩm. Có trang web ở bên cạnh, các bạn có thể truy cập vào trang web để xem thông tin chi tiết sản phẩm. Đây là một trong những sản phẩm rất được ưa chuộng tại Nhật Bản. Hộp gồm có 40 miếng tạo cốt tông màu trắng. Mỗi một tấm này sẽ có 10 miếng. Cách sử dụng thì đã được ghi rất cụ thể ở trên hộp. Các bạn có thể xem chi tiết trên hộp. Có các bước. Đầu tiên là các bạn sẽ có thể là bóc sản phẩm ra. Sau đó thì bước thứ hai là sẽ dán trực tiếp vào áo. Sau đó thì mình có thể mặc bình thường. Đây là một trong những sản phẩm mà shop Nhật Việt bán rất là chạy. 40 miếng chỉ có 330.000 đồng. Mọi thông tin chi tiết các bạn có thể truy cập trên website của shop Nhật Việt hoặc gọi điện trực tiếp theo số 0983 131 528. Đâu. Chào các bạn, mình xin giới thiệu với các bạn sản phẩm mì chống thấm mồ hôi Lách Grip của Nhật Bản, hàng Made in Japan. Các bạn có thể xem ở trên cạnh của hộp. Hộp gồm có 40 tấm. Đây là sản phẩm mà chúng ta sẽ dán trực tiếp vào áo, chứ không phải dán trực tiếp vào nách. Các bạn có thể nhìn qua hộp của sản phẩm. Có trang web ở bên cạnh, các bạn có thể truy cập vào trang web để xem thông tin chi tiết sản phẩm. Đây là một trong những sản phẩm rất được ưa chuộng tại Nhật Bản. Hộp gồm có 40 miếng tạo cốt tông màu trắng. Mỗi một tấm này sẽ có 10 miếng. Sử dụng thì đã được ghi rất cụ thể ở trên hộp. Các bạn có thể xem chi tiết trên hộp. Có các bước. Đầu tiên là các bạn sẽ có thể là bóc sản phẩm ra. Sau đó thì bước thứ hai là sẽ dán trực tiếp vào áo. Sau đó thì mình có thể mặc bình thường. Đây là một trong những sản phẩm mà shop Nhật Việt bán rất là chạy. 40 miếng chỉ có 330.000 đồng. Mọi thông tin chi tiết các bạn có thể truy cập trên website của shop Nhật Việt hoặc gọi điện trực tiếp theo số 0983 131 528.